tái nhiều anh em ơi. Phở Ngọc Vượng. Đây là quán phở mình thấy nhiều chị thấy đó, là phải chuyên nghiệp hơn. Đây là bát phở của họ đấy. Mà ra nhìn rất là tươi ngon. Rất là tươi ngon đúng không? Mình lang thang cho các bạn ở trong khu đô thị gọi là thành phố giao lưu rồi. Ở đây sẽ có một cái quán phở, mình không nhầm nữa. À đây, có quán phở Ngọc Vượng này. Phở Ngọc Vượng là có ông chủ tên là Vũ Ngọc Vượng, sinh ra trong một gia đình có ba đời bán phở ở làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Còn làng Vân Cù được coi là quê hương của món phở, nơi mà nghề làm phở đã có từ nhiều năm trước, thưa quý vị. Ông nội của Vượng thì từng bán phở ở Hà Nội và lên tàu phục vụ chở cho người Pháp. Làng Vân Cù không chỉ có nghề nấu phở mà còn có nghề tráng bánh phở. Vì vậy gia đình Vượng cũng sản xuất phở theo quy trình khép kín từ A đến Z. Ngay từ nhỏ, ông Vượng đã được tiếp xúc với cái nghề làm phở và có niềm đam mê với món ăn này. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vượng quyết định trở về quê hương tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cho anh bắt phở tái nhiều hành đi. Tái nhiều hành nhá. Các bạn thấy họ làm rất là chuyên nghiệp, rất là sạch. Đây, đũa điếc này, rất là sạch. Những cái này rất là cá tính nhá. Úi dồi ôi, rất là sạch sẽ. Rất là cá tính luôn, rất là đặc trưng. Để giấm điếc họ rất là đẹp. Ấy. Nói chung là rất là đẹp. Tiêu rất là đẹp. Úi dồi, rất là chuẩn luôn. Nói chung là tầm tiệc rất là chuẩn. Nói chung là nhìn rất là chuyên nghiệp. Đây đây. Bây giờ rất nhiều cái thương hiệu phở Việt Nam mình họ làm rất là chuyên nghiệp. Rất là thích. Và người ta kiếm tiền rất là nhiều luôn cho những cái thương hiệu của họ. Mình đi riêng phở Ngọc Vượng này mình đi bộ mình thấy ở trên Vũ Phạm Hàm ngày xưa ở khu Trung Kính cũng có. Anh đi bộ anh quay ngang anh thấy kiểu như cái cơ sở của phở Ngọc Vượng mình khắp nơi đúng không? Anh thấy ở cả Vũ Phạm Hàm, anh thấy cả cái đường gì mới làm đi ra. Đúng rồi. Cảm ơn nhé. Đây là bát phở của họ đấy. Mà ra nhìn rất là tươi ngon. Rất là tươi ngon đúng không? Các bạn biết là mình hay, các bạn mình thấy mình hay sử dụng gọi là gì nhỉ? Phở tái. Bởi vì các bạn nhớ là tái ngon phải thịt tươi ngon. Tươi ngon. Cái nhà nào mà thịt tươi ngon thì tái nó sẽ ngon. Các bạn thấy rất là chặt, rất quan tâm chứ. Rất là ngon. Tên 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 tên. Phở ngon không? Rất là ngon. Những thợ phở đấy, thì bỏ rất là ngon. Và đặc biệt đây, bánh này là bánh thủ công nhé. À, bánh thủ công. Ok, mình rất thích ăn bánh này. Họ đã mở chuỗi chắc chắn là ở đâu cũng giống nhau. Rất là ngon. Ngon quá các bạn. Mình đánh giá cao phở Ngọc Vượng ấy. Hmm.
xin lỗi, rất là ngon, tuyệt vời. Cái bánh này bình thường mà người ta không biết trần thì không bao giờ, không mà thường đậm đà. Với mong muốn đưa món phở truyền thống của quê hương đến với nhiều người hơn, Vượng đã có nhiều sáng tạo trong việc chế biến và kinh doanh phở. Anh đã đưa ra nhiều món phở mới lạ phù hợp với khẩu vị của nhiều người, đồng thời cũng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của nguyên liệu và dịch vụ. Nhờ những nỗ lực của Vượng, quán phở của gia đình anh đã trở thành một địa điểm quen thuộc của người dân Nam Định và du khách thập phương. Quán phở của Vượng cũng đã được vinh danh là một trong những quán phở ngon nhất Việt Nam. Ngoài ra, Vượng cũng là người có nhiều đóng góp cho việc phát triển làng nghề ở làng Vân Cù. Anh đã tham gia đào tạo nghề cho nhiều người dân trong làng, giúp họ nâng cao tay nghề và phát triển kinh tế. Độ đắng vừa luôn. Các bạn nhớ phở làm quá không tốt, không ngon, mất vị, mất khá hết cả vị ngọt vị mặn. Vũ Ngọc Vượng là một người trẻ tuổi với niềm đam mê và khát khao cháy bỏng. Anh đã góp phần đưa món phở truyền thống quê hương đến với nhiều người hơn, đồng thời cũng đóng góp gìn giữ phát triển nghề làm phở ở làng Vân Cù. Mình thì rất hợp loại phở này. Nhiều người mình thì rất thích ăn phở Nam Định. Kiểu như là nước dùng cho kiểu phở bánh là bánh Thái này, bánh Thái Tây, bánh to bánh Thái Tây. Giống kiểu phở trường phim này. Phở cổ luận ở của Tùng Mộng này. Nước phở này giống y xì phở của ông, gọi là ở chỗ đầu bằng vải, ở chỗ đối diện bia bằng vải. Ông ấy ông tổ 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 có nào vậy. Nhà vừa bé giống với phở Nguyễn Quyến cũ 58 Nguyễn Quyến cũ, phở to đấy, cái giá trị một kiểu nước phở mình thích. Còn nhiều người mình thích ăn phở mặn. Từ bé mình thích đấy. Cái bar em người ta bố trí xây xanh rất đẹp rồi. Chị rất là ngon.
Không có tiền. Cho anh gửi tiền này. Cho anh gửi tiền. Anh là một bát tái. Tái. Tái không. Chú chị Loan đúng không? Dạ vâng ạ. Anh cảm ơn nhiều nhé. Anh đi, anh hay đi quay phố phường ấy. Anh hay đi bộ được tập thể dục luôn. Anh đi qua mấy khu toàn thấy phường nhà mình. Một cái như trên làng thôi, cái đường mới cái trên làng anh thấy cái đây. Một cái ở khu Phạm, đường Phạm Văn Hạ. Cũng gì hàng, nhưng mà từ lâu rồi. Cái này cũng lâu rồi, anh biết trải nghiệm. Anh cho cái đầu tiên làm rồi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn anh. Rất là ngon. Phở Vượng này, họ nhiều chi nhánh lắm, chắc chi nhánh luôn, chi nhánh khắp nơi. Đây mình quay các bạn, vậy họ khắp nơi. Nói chung là đối với mình hôm nay sau khi mà thưởng thức phở Ngọc Vượng, mặc dù mình đi tập thể dục đây rất là nhiều rồi. Mình ăn đây một ngày xưa một lần thì mình không nhớ. Bây giờ mình nhớ rồi, mình ăn đây lần. Tại mình hay uống cà phê đấy đó. Mình rất hay uống cà phê đây. Nhưng mà ăn đây lần thì hôm nay là đầu tiên đi ăn gọi là phở Ngọc Vượng. Thì rất là ngon. Ok, đúng theo cái ba rem của mình. Đúng chuẩn cái ba rem của mình luôn. Mình có hai loại phở mình rất thích ăn. Là phở, một là phải như phở của phở Lý Quốc Sư cũ ấy, nhớ nhá, Lý Quốc Sư cũ, cái thời mà còn dịch vụ ấy, đấy còn cửa hàng dịch vụ ấy mà của nhà nước mình ấy. Thứ hai nữa là cái gì nhỉ, thứ hai nữa là phở Câu Giấy đấy, mà phở tái cơ, mà đặc biệt không dùng chanh, chỉ dùng gọi là quất. Đấy, rất khoái, rất ngon. Mà bánh là bánh cũ, bánh không phải bánh to, không phải bánh Thái. Đấy. Thứ ba nữa là một quán phở nổi tiếng Việt Nam, nổi tiếng thế giới. Và không bao giờ, mình nói thật với các bạn là không bao giờ có chanh, chỉ dùng giấm thôi. Đấy, nói thế là các bạn biết rồi đúng không? Ở đâu là các bạn biết rồi. Đấy. Đấy, các bạn tự tìm hiểu nhá. Bao nhiêu có từ bát đấy, ABC đấy, đan đấy, đấy chẳng hạn đấy. Tại vì để các bạn tìm hiểu hay hôm nào mình lên đấy. Tại vì mình cũng rất may mắn là ông con ruột nhà đấy lại chơi mình, biết mình. Thì hôm nào mình lên mình ngồi mình hỏi, mình quay mình hỏi đấy. Nhưng mà ở đấy cạnh đấy nó có một quán phở xào nhá, cũng rất là ngon. Và đặc biệt phở xào Hà Nội chỉ có hai quán này, một quán ở cạnh đấy và một quán ở Hàng Buồm. Đấy là những cái gì mà mình nói về phở. Và các thông tin thì các bạn sẽ tự tìm hiểu trên không gian mạng. Hôm nay mình vào quán phở Ngọc Vượng, một trong chi nhánh của quán phở Ngọc Vượng, mình thấy rất là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.